vị và các bạn, như vậy là sau những ngày mưa bão, thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ đã dần ổn định trở lại. Nhưng điều đáng lo ngại là nguy cơ về tình trạng sạt lở đất vẫn còn rất cao ở các tỉnh vùng núi, đặc biệt là khu vực Tây Bắc bao gồm Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Người dân sinh sống ở các khu vực nguy hiểm ven sông suối cần tiếp tục gia cố nhà cửa, nâng cao cảnh giác đề phòng sạt lở do nền đất đã bị tơi xốp sau các trận mưa lớn. Tuy nhiên, từ ngày mai cho đến ngày Chủ nhật, mưa dông chỉ còn xảy ra cục bộ vào chiều tối và nhanh kết thúc. Nguyên nhân là do vùng áp thấp ở phía Tây có xu hướng là hoạt động trở lại và mở rộng dần sang phía Đông Nam, chi phối thời tiết toàn khu vực Bắc Bộ. Ban ngày trời có nắng với cường độ nắng tăng dần, đồng thời nhiệt độ cũng tăng lên mỗi ngày. Vào ngày mai thì một vài nơi nhiệt độ vào thời điểm trưa chiều có thể lên đến là xấp xỉ 35 độ, đạt ngưỡng nắng nóng. Sau đó đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì nắng xuất hiện sớm hơn và kéo dài đến chiều muộn. Đồng thời cường độ nắng cũng tăng lên, do vậy nắng nóng lan rộng hơn với mức nhiệt độ khoảng 35 đến 37 độ và nơi có nền nhiệt độ cao tập trung tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Xuôi xuống miền Trung, thưa quý vị, hoàn lưu của cơn bão số 1 cũng đã gây mưa rào và dông trên khu vực trong những ngày vừa qua, trong đó có nơi mưa to đến rất to. Mưa giúp giải hạn sau những ngày nắng nóng kéo dài, nhưng một số nơi lại bị ngập úng cục bộ nên cũng gây khó khăn cho người dân. Điển hình là tại tỉnh Nghệ An, nhiều khu vực vừa chịu hạn hán nặng nề sau bão số 1 lại bị ngập úng nặng như thị xã Hoàng Mai có 750 ha lúa hè thu vừa cấy bị ngập nước, huyện Quỳnh Lưu là 300 ha lúa ngập úng, còn vùng núi phía Tây cũng đứng trước nguy cơ lũ quét sạt lở đất. Tình hình này sẽ dần được cải thiện khi từ ngày mai do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, thời tiết lặp lại quá trình là ít mưa, nắng nhiều và nhiệt độ tăng dần, xuất hiện nắng nóng cục bộ trong ngày mai với mức nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 35 đến 36 độ. Sau đó sang đến ngày 27, ngày 28 thì nắng nóng sẽ lan ra trên diện rộng. Vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ thì mức nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, kèm theo độ ẩm không khí giảm thấp nên tiết trời khô nóng lại gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của người dân ở khu vực miền Trung. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình. Ban ngày trời có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây nên nhiệt độ ở Tây Nguyên chỉ khoảng là từ 29 đến 32 độ, còn các tỉnh Nam Bộ thì hầu hết các nơi đều không vượt quá ngưỡng 33 độ. Đến chiều và tối thì mây đối lưu phát triển mạnh dần và gây mưa dông trên khu vực. Mưa lớn chỉ xuất hiện cục bộ nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc và cả gió giật mạnh trong cơn dông. Do mưa rơi vào thời điểm tan tầm nên quý vị và các bạn cần mang theo áo mưa để tránh bị cảm lạnh khi lưu thông ngoài đường. Và cuối cùng như thường lệ, thông tin thời tiết biển. Mặc dù là bão số 1 đã tan nhưng trên các vùng biển của nước ta thì vẫn còn có gió mạnh biển động. Đêm nay và ngày mai thì gió ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau còn mạnh tới cấp 6 và giật trên cấp 7 biển động sóng cao. Sau đó do tác động hút gió của vùng áp thấp nên các khu vực này thì gió vẫn mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật trên cấp 6. Các vùng biển khác thì gió Tây Nam có cường độ trung bình, cần đề phòng mưa dông ở khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa. Như vậy là do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây nên khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ quay lại trạng thái ít mưa, nắng nhiều, nhiệt độ tăng lên, nắng nóng lan dần trên diện rộng. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn duy trì trạng thái là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Và đến đây bản tin thời tiết cuối ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.